Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm bình xịt điện của Thái Lan, đó là dòng sáp. Đối với dòng bình xịt điện này thì có hai loại là bình sáp 20 lít và sáp 12 lít. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện của các chiếc máy lại với nhau. Bây giờ tôi sẽ lắp ráp các phụ kiện của chiếc bình 12 lít này cho các bạn xem. Kiện đi kèm theo máy gồm vét xịt cùng với núm để điều chỉnh tốc độ phun. Đây là adapter sạc bình ắc quy. Và cần xịt. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp lại các phụ kiện. Đầu tiên thì các bạn lắp dây báo inox vào trong dây xịt. Siết thật chặt để tránh bị rò rỉ nước trong quá trình sử dụng. Sau đó thì lắp cần xịt vào trong tay cầm. Lắp vét xịt vào trong cần xịt. Thì tùy theo mục đích sử dụng của bạn là phun xịt vệ sinh tẩy rửa hay là phun thuốc từ sâu hoặc là phun lan hoa trong vườn thì các bạn có thể sử dụng các cái vét xịt khác nhau. Ở đây chúng ta có một vét xịt 4 đầu. Chúng ta lắp vào cần xịt như thế này. Cần xịt thì các bạn có thể kéo giãn hoặc là thun ngắn để các bạn có thể phun xịt ở trên cao. Ngoài ra thì chúng ta còn có một móc để giữ cần xịt. Chúng ta sẽ gắn ở phía bên hông của bình xịt. Khi các bạn không sử dụng và muốn bảo quản máy gọn gàng thì các bạn có thể gắn cần xịt lên như thế này. Như vậy thì chúng ta có thể bảo quản máy được gọn gàng hơn. Cuối cùng là dây đeo lưng của máy. Đối với dây đeo lưng thì một đầu các bạn có thể gắn ở trên móc của bình xịt. Đầu còn lại chúng ta sẽ gắn ở phía dưới để giữ cho dây được chặt. Với chiếc dây còn lại. Khi sử dụng chiếc bình sáp 12 lít này thì các bạn bật công tắc điện của bình ắc quy. Máy sẽ hoạt động và đèn báo điện trong bình ắc quy còn bao nhiêu sẽ hiển thị đèn ở trên đồng hồ này. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng núm để điều chỉnh tốc độ phun của máy. Khi bình xịt hết điện thì các bạn có thể cắm dắt adapter vào đây để sạc cho bình ắc quy của máy. Và đây là tôi đã lắp sẵn hai chiếc bình sáp 20 lít và sáp 12 lít cho các bạn xem. Chiếc bình sáp 20 lít thì thích hợp dùng để phun khử trùng, phun phòng dịch và phun vệ sinh tẩy rửa hoặc là phun thuốc cho nông nghiệp. Đối với bình sáp 12 lít thì thích hợp cho phun các loại hoa lan, hoa trồng trong vườn. Nếu các bạn quan tâm đến hai sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.